Chào mừng quý vị đến với bản tin Địa ốc trên kênh truyền hình FBNZ. Và trong bản tin kỳ này thì chúng tôi xin gửi đến quý vị những tin tức nổi bật sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh có thêm nhiều dự án nhà ở bình dân. Thời hạn sử dụng chung cư được xác định trên cơ sở nào? Vẫn còn chỗ cho bất động sản hạng sang. Kính thưa quý vị, từ nay đến giữa năm 2015, người dân thành phố Hồ Chí Minh cũng như một số tỉnh thành khác sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn cho nhu cầu nhà ở bình dân khi mà công ty tổ chức nhà ở quốc gia gọi tắt là NHO vừa tuyên bố chính thức đầu tư và triển khai xây dựng 25.000 căn nhà ở với tổng vốn đầu tư lên đến hơn 20.000 tỷ đồng. Trong số này thì có nhiều dự án dành cho người có thu nhập trung bình mà giá khởi điểm chưa tới 400 triệu đồng một căn. Trong tổng số 14 dự án được NHO triển khai trên cả nước, thành phố Hồ Chí Minh có 5 dự án tại các quận 2, 9, 12, Thủ Đức, Bình Thạnh. Trong đó dự án First Home quận 12 được bàn giao nhà sớm nhất vào tháng 6 năm 2015. Trao đổi với truyền thông, ông Kim Yu Chun, thành viên hội đồng quản trị NHO nhận định, thị trường Việt Nam đang dư thừa nguồn cung nhà cao cấp, trong khi nhu cầu nhà ở bình dân vẫn còn rất lớn. Vì thế, các dự án của công ty sẽ tập trung vào phân khúc trung bình thấp dành cho đối tượng khách hàng trẻ. Cụ thể là giá căn hộ tại quận 12 sẽ ở mức từ 386 triệu đồng một căn, tương đương 9 triệu đồng một mét vuông chưa thuế. Chúng tôi mang đến những kỹ thuật và kinh nghiệm xây dựng nhà ở từ các chuyên gia Hàn Quốc nhằm tối giản chi phí. Cho nên dù giá thành có thể thấp hơn 20% so với mặt bằng chung, nhưng yếu tố chất lượng vẫn phải được đảm bảo. Ông Kim cũng cho biết thêm, một số dự án được triển khai giai đoạn này đã được NHO mua lại từ các chủ đầu tư cũ, tiếp tục phát triển và điều chỉnh lại giá cả cho phù hợp. Cùng ngày, tập đoàn Novaland cũng thông báo cơ bản hoàn tất đầu tư dự án Sunrise City để đưa vào khai thác. Theo ông Phan Thành Huy, tổng giám đốc Novaland, đây là thời điểm thích hợp để mở bán dự án khi thị trường đang dần hồi phục và bước vào chu kỳ phát triển mới. Trong khi các bất động sản dở dang tồn đọng còn nhiều, đặc biệt là tại những thành phố lớn, thì các chủ đầu tư nước ngoài muốn mua lại dự án vướng phải những quy định pháp lý phức tạp. Theo tiến sĩ Trần Du Lịch, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, thì cần phải tạo điều kiện cho những tổ chức nước ngoài dễ dàng hơn trong việc tiếp quản những dự án đang còn dở dang này. Hiện cả nước có rất nhiều dự án bất động sản đang dang dở do chủ đầu tư thiếu vốn. Nhưng khi một đối tác nước ngoài muốn mua lại cả dự án với đúng chức năng đã được phê duyệt, thì họ lại buộc phải làm lại toàn bộ thủ tục. Ông Trần Du Lịch cho rằng điều này sẽ kéo dài thời gian, khiến cho các nhà đầu tư ngoại rút vốn và hàng tồn ở đọng lâu hơn. Do đó, việc bỏ bớt các thủ tục bán dự án cho nhà đầu tư nước ngoài sẽ giúp khơi thông dòng vốn trong thị trường. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho biết, đang từng bước xem xét, rà soát lại vấn đề này, mà khởi đầu từ luật nhà ở cấm nhà đầu tư trong nước trực tiếp bán dự án cho nhà đầu tư nước ngoài mà phải thông qua bên thứ ba là cơ quan công quyền. Chuyển sang một tin tức tiếp theo, nhà nước sẽ có chính sách hỗ trợ về tín dụng đối với các chủ nhà trọ để làm nhà ở xã hội cho thuê. Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng trong chuyến khảo sát một số mô hình nhà cho người có thu nhập thấp thuê tại Thành phố Hồ Chí Minh mới đây. Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cam kết nhà nước sẽ hỗ trợ cho vay với lãi suất ưu đãi 5% một năm cho các chủ nhà trọ muốn xây nhà ở xã hội cho thuê, đồng thời giảm thuế thu nhập nếu người dân đảm bảo các điều kiện về pháp lý, quy hoạch, chất lượng an toàn, tạo được không gian hòa thuận, có nề nếp, có văn hóa trong khu trọ của mình. Trước đó, trong phiên họp thường kỳ của Ban chỉ đạo nhà ở, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu chính sách khuyến khích xây dựng nhà ở cho thuê, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tích cực tham gia đầu tư loại hình này. Trong chuyên mục mỗi tuần một câu hỏi lần này thì chúng tôi nhận được câu hỏi của một vị khán giả ở quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh xoay quanh vấn đề thời hạn nhà chung cư và phương án bồi thường khi chung cư hết hạn. Nội dung câu hỏi như sau. Xin chương trình cho biết thời hạn sở hữu chung cư theo quy định hiện nay là 50 hay 70 năm. Sau thời hạn nêu trên, các chủ đầu tư sẽ giải quyết bồi thường cho cư dân chúng tôi như thế nào? Mức giá bồi thường được xác định dựa trên cơ sở nào? Và thưa quý vị, ngay sau đây thì luật sư Phạm Tấn Thuấn của Văn phòng Luật sư Quốc Tuấn, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trả lời câu hỏi của quý vị. Theo luật pháp Việt Nam thì chưa có cái quy định nào về việc xác định cái thời hạn cấp giấy cho các cái tòa nhà chung cư là 50 năm hoặc 70 năm. Thời hạn sở hữu nhà chung cư thực chất là nó phụ thuộc vào cái loại hình, cái thời hạn của cái tòa nhà đó, xác định cái thời hạn sử dụng của tòa nhà và cũng như là thời hạn sử dụng đất. Ví dụ thời hạn sử dụng đất
mà trong trường hợp này là đất đi thuê của nhà nước thì thời hạn sử dụng là 50 năm. Thì khi cái chủ đầu tư mà xây dựng tòa nhà đó thì cái việc cấp giấy chứng nhận cho các cái người mua căn hộ ở chung cư đó thì nó cũng chỉ được xác định trong cái thời hạn là thuê đất của nhà nước. Nếu đối với những cái trường hợp là đất được giao ổn định sử dụng lâu dài thì cái thời hạn sử dụng nhà chung cư được cấp giấy trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất là nó phụ thuộc vào cái thời gian của cái tòa nhà đó. Nếu tòa nhà đó mà được xây dựng thiết kế với thời hạn là 70 năm hoặc 100 năm thì thời gian cấp giấy chứng nhận cho tòa nhà đó là cho các cái cư dân ở trên cái tòa nhà đó là 70 hoặc 100 năm. Bởi vậy cho nên là sau cái hết cái thời hạn đó thì những cư dân, nó vấn đề đặt ra là sau cái thời hạn đó các cư dân ở trên cái tòa nhà đó sẽ giải quyết cái như thế nào, thì nó có hai vấn đề đặt ra là một là nhà nước sẽ thu hồi nếu hết thời hạn sử dụng, thì theo quy định là nhà nước sẽ thu hồi và các cư dân đó sẽ trả lại nhà cho nhà nước nếu đất đó là đất thuê. Và cũng có thể là nhà nước sẽ xem xét và các cơ quan kiểm định sẽ định giá lại cái căn nhà đó. Nếu cái thời hạn mà sở hữu thời hạn sử dụng nó còn đảm bảo, có nghĩa là tòa nhà, kết cấu của tòa nhà nó còn đảm bảo cho cái việc sử dụng trong thời hạn bao lâu thì nhà nước tiếp tục sẽ có thể là gia hạn thêm để cho các cư dân đó được tiếp tục ổn định trên cái tòa nhà đó. Và nếu khi tòa nhà đó không còn đảm bảo cái việc sử dụng thì sẽ có cái việc biện pháp là sẽ giải tỏa. Thì lúc này thì các cư dân ở trong tòa nhà cũng sẽ được thực hiện theo cái việc là đền bù giải tỏa theo quy định của pháp luật, luật xây dựng và luật nhà ở. Quý vị vừa theo dõi chuyên mục mỗi tuần một câu hỏi về nhà đất. Mọi thắc mắc cần giải đáp về những vấn đề liên quan đến nhà đất, quý vị vui lòng gửi thư về địa chỉ email bản tin địa ốc@sbnc.com. Chúng tôi sẽ lần lượt chuyển đến những luật sư chuyên ngành giải đáp thắc mắc của quý khán giả trong bản tin địa ốc phát sóng vào hàng tuần. Đến đây thì phần 1 của bản tin địa ốc xin tạm thời khép lại. Trong phần 2 của chương trình, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những tin tức nổi bật sau đây. Vẫn còn chỗ cho bất động sản hạng sang. Xu hướng ứng dụng công nghệ thông tin của doanh nghiệp xây dựng và bất động sản.